Chúng ta cùng tới phần bài học tiếp theo, các cấp độ của quảng cáo. Thì cái phần này chúng ta sẽ biết được xem là cái cấp độ của quảng cáo của chúng ta ra sao và chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta hiểu được nó. Thế thì ở đây chính là cái giao diện mà chúng ta sẽ để chạy quảng cáo, giao diện để chạy quảng cáo. Để vào được cái giao diện chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ truy cập đường link này. Facebook.com gạch chéo ads gạch chéo manager ở đây, bạn kích vào đây thì nó sẽ ra được chính tài khoản của bạn ở chỗ này rồi. Thì bạn sẽ kích vào chính cái tên tài khoản của bạn đang sử dụng để quảng cáo, kích vào đây. Như màn hình hiển thị của chúng ta đây là các cái mục tiêu tiếp thị này, các dạng quảng cáo khác nhau. Cô bên cạnh của chúng ta sẽ có 3 cấp độ lớn. Đầu tiên đó chính là chiến dịch, thứ hai là nhóm quảng cáo, thứ ba là quảng cáo. Thì đối với ba phần này chúng ta sẽ có những cái cách thức để sử dụng khác nhau. Các bạn lưu ý rằng là ba phần này nó sẽ có chức năng khác nhau và với mục đích khác nhau của chúng ta và chúng ta sẽ sử dụng hết toàn bộ ba phần này. Đây chính là cái cấu trúc của một chiến dịch quảng cáo. Chúng ta sẽ có ba phần từ trên xuống dưới. Đầu tiên campaign, campaign đó chính là chiến dịch, nó gọi là campaign, chiến dịch. Cái bên dưới thằng campaign đó chính là asset, asset là nhóm quảng cáo, đây là các nhóm này. Cuối cùng là quảng cáo. Vậy thì đây là một cái mô hình kiểu mẫu của một cái chiến dịch. Thì hầu hết mọi cái quảng cáo chúng ta đều nên làm theo cái mô hình này, là một cái mô hình khoa học nhất để chúng ta tiến hành quảng cáo đúng đối tượng mục tiêu. Thế thì bây giờ về cái phần cái chiến dịch của chúng ta tạo ra thì sẽ được có những nhóm quảng cáo, và quảng cáo chúng ta sẽ được chỉnh sửa những thông tin như thế nào. Thì đây về về cấp độ chiến dịch ở trên cùng ấy, chúng ta tạo ra thì chúng ta sẽ chỉnh sửa được cái tên của nó, objective, thì đây chính là cái tên của nó. Cái thứ hai về cấp độ nhóm quảng cáo, chúng ta sẽ chỉnh sửa được về cái giá thầu này, thời gian này, tiếp cận đối tượng mục tiêu này, về cái địa điểm này, về cái số tiền. Trên này là cái số tiền chi tiêu, cái này là số tiền chúng ta sẽ giá thầu này, sẽ để giá thầu. Cuối cùng là cấp độ quảng cáo, cấp độ quảng cáo này chúng ta sẽ là về cái nội dung quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận đối tượng mục tiêu như thế nào. Thì đó chính là ba phần của quảng cáo chúng ta sẽ sử dụng tới. Thì với mỗi một cái phần như này chúng ta cần phải xem kỹ lưỡng xem là chúng ta sẽ làm như thế nào, sử dụng ra sao. Thì chúng ta cần phải sử dụng nó một cách khoa học. Đây, ba phần ba tầng này. Chúng ta sẽ cùng sang phần bài học tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng ba cái công cụ này như thế nào để sao cho phù hợp nhất để chúng ta có thể xét được quảng cáo một cách nhanh chóng và tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu của bạn.